tuần nguyên của xung quanh ta. Xin mến chào các bác, anh chị và các bạn. Chào mừng các bác, anh chị và các bạn đã đến với một video tiếp theo trên kênh. Chiều hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bác, anh chị và các bạn toàn bộ hình ảnh của tuyến cao tốc Hà Nội Lào Cai, hay còn gọi là Nội Bài Lào Cai. Nhân dịp cái chuyến đi hôm nay thì tôi và một số anh em đồng nghiệp bạn bè nhân kỷ niệm 40 năm ngày mặt trận Vị Xuyên, ngày 12 tháng 7 năm 1984, và đến bây giờ là tròn 40 năm thì anh em chúng tôi có tổ chức đi lên để tri ân các anh hùng liệt sĩ tại mặt trận Vị Xuyên. Thì hành trình anh em chúng tôi đi là bắt đầu đi trên cái cao tốc Nội Bài Lào Cai và đến Tuyên Quang và về Hà Giang để cái cuộc hành trình chính của chuyến đi này. Thì bây giờ tôi sẽ mời các bác, anh chị và các bạn cùng với tôi trải nghiệm cái cung đường cao tốc dài nhất miền Bắc nhé, tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Giờ xin mời các bác, anh chị và các bạn sẽ cùng với anh em chúng tôi hành trình tuyến cao tốc này nhé. Đấy, trước màn hình các bạn ấy là tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Ở trên kia chiếc máy bay, bác bị gì đâu? Đấy, máy bay người ta đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Đấy, bầu trời hôm nay rất nắng, rất trong xanh, rất đẹp. Và bây giờ là khoảng 15 giờ chiều, tức là 3 giờ chiều. Thời tiết ở ngoài rất oi nóng các bác, anh chị và các bạn. Đây, đây là trạm thu phí đầu tiên nhé, các bác, anh chị và các bạn này. Trạm thu phí km 6 0000 thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam. Đây, bây giờ người ta rất là hiện đại và văn minh, toàn bộ thu phí tự động ETC thôi. Hiện nay là anh em chúng tôi đang hướng lên các tỉnh Tây Bắc miền núi. Đấy, tốc độ đây cho phép chạy là tối đa là 100 km/h và tối thiểu là 60 km. Tôi thì không nhiều thông tin nhiều về cái tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai này. Đấy, thì có một số các cái thông tin mà tôi có biết được thì tôi vừa ghi nhảy vừa chia sẻ cho các bác, anh chị và các bạn biết là cái đường cao tốc Nội Bài Lào Cai này thì ký hiệu toàn tuyến là CT05, hay còn được gọi là đường cao tốc Hà Nội Lào Cai. Đây là một tuyến đường cao tốc thuộc hệ thống đường cao tốc của Việt Nam. Tuyến đường cao tốc này là dài 265 km và có điểm đầu tại nút giao của quốc lộ 18 với quốc lộ 2 tại xã Thanh Xuân của huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, và điểm cuối là tại phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai của tỉnh Lào Cai, và kết nối với đường cao tốc Khai Viễn Hà Khẩu của Trung Quốc tại cửa khẩu Kim Thành. Tuyến đường cao tốc này thì là một phần của đường xuyên Á và dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông của hành lang kinh tế Côn Minh, Hà Nội, Hải Phòng. Các bác, anh chị và các bạn ạ. Thì phần lớn cái tuyến đường cao tốc Hà Nội Lào Cai này và sẽ được đi ven theo bờ sông Hồng. Và tuyến cao tốc này sẽ đi qua 5 tỉnh thì bao gồm có thành phố Hà Nội là 1, tỉnh Vĩnh Phúc là 2, tỉnh Phú Thọ là 3, tỉnh Yên Bái là 4, và cuối cùng là tỉnh Lào Cai.
được thế lắm, có cả cái kiểu nhiều thế lắm, không phải đâu. Đây các bạn nhìn thấy phía trước màn hình, bầu trời rất trong xanh. Đây là có thể nhìn thấy qua cái màn hình này thì các bạn thấy ngoài trời rất nắng. Đấy, phía trước là rất nhiều các cái đoàn xe du lịch đó, đoàn xe con, chắc là họ đi du lịch ở trên Sapa hay gì đó. Đấy, các bạn nhìn nhá. Cái tuyến đường cao tốc này thì được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A. Đoạn từ Hà Nội mà đi Yên Bái thì có 4 làn, thì có 2 làn dừng khẩn cấp với tốc độ thiết kế cho phép là chạy 100 km/h. Và đoạn thứ hai là từ Yên Bái đi Lào Cai thì có 2 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp với tốc độ cho phép là chạy 80 km/h. Chú quay này. Con đường này nếu mà nó tính về đường cao tốc thì con đường này là con đường chuẩn nhất cao tốc nhà mày được anh em đi nhiều nhất ở... chuẩn nhất à? Chuẩn nhất luôn. Đây có một cháu trên xe, cháu bảo con đường này chuẩn nhất này. Chuẩn nhất. Nếu mà con đường này là ngày xưa cái đường 70 là anh em mà đi Lào Cai là phải mất 2 ngày. Đây là 70. À thế à? 70 thì là đi từ đây lên Lào Cai là phải mất 2 ngày. Đấy có 2 cháu nhá. Thì bây giờ là đi là cái quốc lộ này. Đấy, bây giờ là đi mất Lào thế à? 4 tiếng. 4 tiếng Hà Nội Lào Cai đúng khoảng 4-5 tiếng. Đây trên xe trên đoàn anh em tôi có cái cháu tên là cháu Trường này, cháu là tài xế cừ khôi. Rất nhiều kinh nghiệm rồi. Đi từ đây mà đến cổng cháu Tương Giang đi. Tổng là 265 cây. Ừ. Là đi mất 3 tiếng rưỡi. Nếu đi xe con thì chỉ khoảng 3 tiếng. Mình đi đấy. Nhưng mà cái đường đi xe con hết bao tiếng? Xe con chỉ khoảng 3 tiếng. Cái đường cũ ấy, cái đường cũ nó nếu mà mình đi đường cũ là mình phải mất 2 ngày 10 tiếng. 10 tiếng. Nếu đi quốc lại cũ ấy. Vâng, đi đường 2 cũ ấy. Đấy, Trường đã từng là chưa kể là nó Trường ấy, đường cháu từng trải nghiệm cái tuyến cao tốc này nhiều rồi, cháu chia sẻ cho mọi người biết xem thế nào. Còn đấy, cháu cứ nói đi. Chuẩn nhất cao tốc là chuẩn nhất, anh em lái xe làm tiêu nhất đường này. Dạ. Bỏ đồng tiền ra người ta không thấy phí. Đấy. Đấy, chứ còn tôi nói đâu các đồng chí này hiểu không? Cái đường cao tốc Hải Phòng bỏ ra đấy. Là phí. Xin lỗi khán giả nhá. Có đứa cháu ấy hay cháu hơi đệ một tí. Lái xe không? Thôi các bác anh chị và các bạn thông cảm. Đây gọi là phụ xe. Vì đây là mình đi 5B nó rẻ hơn bao nhiêu. Cháu này là tài xế lái xe tải cho nên là thôi thì tính cách của người lái xe tải thì các bác anh chị các bạn biết rồi. Thế là Trường chia sẻ thế nào về cái cung đường này? Đã từng đi rồi. Đường này nếu mà tính về hiệu quả là nếu cao tốc là đi đường này là hiệu quả nhất. Rồi. So với đường cũ thì đường này đi thứ nhất là tiết kiệm phải được 1/3 chi phí ấy. À thế à, ok. Đấy là nói về vận tải đấy. Ừ. Chứ không nói xe con nhá. Nhưng mà vận tải nhá thì cái đường cũ nó lại còn sạt lở trên cái mùa tháng rẽ phải vào là về tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên. Nó còn sạt lở nữa cơ. Mà nó mà sạt lở thì nó còn giữ lại đấy hàng mấy vài ba ngày. Đây nhá, rẽ phải là vào khu công nghiệp Bình Xuyên các bác ạ. À. Rồi đi vào Tam Đảo. Không phải Tam Đảo. Đấy. À chưa tới nhỉ? Tới. Đây đi Bình Xuyên, đi Bình Xuyên à. À thế à. À chưa tới Tam Đảo đúng không? Tam Đảo lúc trên. Ờ. Đấy thì tôi cũng đi cái tuyến này rất nhiều rồi. Nhưng mình cũng nghỉ lắm. Hôm nay thì chia sẻ hình ảnh tới các bác anh chị các bạn xem thì mình cố gắng có những các cái địa điểm nào mình biết được. Đây. Cầm được. Đấy, để thông tin. Anh Dũng Chí Mèo nói mấy câu cho nó. Nhưng mà đường này giờ sóng lắm. Không.
tất cả anh em đi rồi. Tôi bảo lên đi điểm cao nào là có điểm cao nào. Phía trước mặt là cũng lên đấy thì là biển chỉ dẫn cho trạm dừng nghỉ. Chuyển và 468. Đây là trạm dừng nghỉ các bạn nhé, trạm dừng nghỉ đầu tiên của tuyến cao tốc này theo hướng từ Nội Bài đi Lào Cai. Giờ chúng tôi vào trạm dừng nghỉ một chút nhé, cho chúng ta chú nghỉ ngơi rồi mua nhiên liệu, mua xăng dầu để tiếp tục hành trình. Đây. Tôi sẽ xuống đây, tôi sẽ chia sẻ hình ảnh cho các bác anh chị các bạn biết ở trong cái trạm dừng nghỉ này. Đây là mình vẫn thuộc cái đất của Vĩnh Phúc đúng không? Xem trong ngày người ta có cái đặc sản gì nhá. Đây trong này người ta bán rất nhiều thứ các bạn ạ. Bánh đa này. Đây tôi thấy đây rất nhiều bánh đa này. Rồi cả cơm cháy này. Đấy chủ yếu phục vụ khách đi trên cái tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai này. Khách du lịch dừng chân giữa đường vào đây nghỉ ngơi rồi đi vệ sinh. Đấy, kẹo lạc kẹo rồi đâu cũng thấy giống nhau. Tôi đi các tuyến cao tốc và các trạm dừng nghỉ đều bày bán các mặt hàng như thế này. Ngô rang, đây là bánh gì hả chị ơi? Đây là bánh giò. À, bánh giò ạ. Đủ các loại luôn. Bên trong có cả một cái siêu thị đặc sản sữa Ba Vì. Đấy, bên này rất nhiều mặt hàng nhé, chủ yếu là bánh trái các loại. Đây có cả bánh cu đơ này. Đây có cả đặc sản các vùng miền cũng bày hết ở đây. Đấy, anh em chúng tôi thì dừng lên một tí thôi và chuẩn bị là lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Ô, anh em mình chuẩn bị đi chưa? Đây anh em chúng tôi đây. Anh Tuấn này là 62. Đây toàn các bác cao tuổi hết đây. Một ông đang chủ tịch. Đây có một bác đang đi đây, bác tuổi cao nhất đoàn. Bác đã từng tham gia ở mặt trận Vị Xuyên. Ở đây đưa anh lên xe đi. Cái mặt trận trên kia gọi là mặt trận M gì hả Hùng? MB84, mặt trận Vị Xuyên. Chiến dịch MB84. À thế à. 356 và 316. Rồi chúng tôi tiếp tục lên đường đi tiếp nhá. Đấy nhá, đoàn của anh em chúng tôi đây nhá, giới thiệu với các bác anh chị các bạn biết này, đầy đủ gương mặt luôn, tôi không tiện giới thiệu tên. Túi bao tiền này? Đấy. Đầy đủ chưa? 408. Có túi nhỏ hơn á. Đấy. Tôi lên xe tôi ghi hình ảnh cho các bác anh chị các bạn xem. Toàn gương mặt thân quen của tôi đây. Mấy khi tôi ghi hình ảnh để cho các bác anh chị xem. Đấy.
Xin chào Nguyễn Tuấn. À, chào khán giả trên kênh nhá. Rồi, cảm ơn anh nhá. Anh Tùng ăn gì đây anh Tùng ơi? Hả? À? Em đang bí bành. À thế à? Thế thôi, giới thiệu qua thế thôi. Đấy, tiếp tục cuộc hành trình. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Tuyến đường này ở phía ở cái làn mà chúng tôi đang đi là có 3 làn xe. Trong đó có 2 làn dành cho xe ô tô và 1 làn dừng khẩn cấp. Phải là chỉ dẫn có cái biển ghi Vĩnh Phúc Tuyên Quang, tức là đi Tuyên Quang đi xuống đây cũng được. Lào Cai còn 240 km, Yên Bái 97 km, Việt Trì 29 km. Tôi cứ tranh thủ tôi đi công việc và đi với anh em bạn bè thì mình cũng ghi lại các hình ảnh về các cái tuyến đường cao tốc của Việt Nam trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Thì đây cũng là một cái video đầu tiên mà tôi ghi hình ảnh về tuyến cao tốc đi lên trên vùng Tây Bắc của các tỉnh như Yên Bái, Lào Cai. Cái tuyến đường này thì rất nhiều các khách du lịch người ta tham gia giao thông ở trên cái tuyến đường này. Ví dụ đi lên Yên Bái cũng rất nhiều cái địa điểm du lịch nổi tiếng. Rồi đi lên Lào Cai, Sapa. Rồi thậm chí là đi Điện Biên thì đi đường này cũng được. Rồi đi các cái địa danh như là Mù Căng Chải, Yên Bái, rồi thị xã Mường Lò, rồi đi lên các cửa khẩu giáp biên giới với Trung Quốc và rất nhiều các cái địa điểm du lịch, kể cả du lịch tâm linh thì ở trên này cũng khá nhiều. Bên đường thì cái tuyến đường này tôi thấy rằng nó cũng khác với cái cung đường của Hà Nội đi Nghệ An mà tôi đã có một cái video trên kênh. Rồi một cái cung đường từ trên Sơn La Mộc Châu đi về Hòa Bình. Thì mỗi một cung đường thì cảnh đẹp thiên nhiên hai bên nó lại khác nhau. Đây thì cái đoạn mà chúng ta đang đi thì hai bên đường cũng không có cái điểm ấn tượng nào về vẻ đẹp của thiên nhiên núi rừng cả, chủ yếu là vùng đồng bằng và có xen lẫn một chút cái trung du. Cái đường cao tốc Nội Bài Lào Cai này thì rất nhiều các bác tài đã từng nhiều lần trải nghiệm trên cái cung đường này rồi.
cái mặt đường của cái cao tốc này cũng hiện là càng ngày càng thấy nó xuống cấp nhỉ. Tức là cái cao tốc của Nội Bài Lào Cai này là và cái cao tốc của Hà Nội Thái Nguyên thì là mặt đường là không được đẹp. Đây là địa phận Phú Thọ các bạn nhé, tỉnh Phú Thọ. Đấy, đây là chiếc cầu qua sông Lô này. Đấy, con sông Lô này là con sông Lô rất nổi tiếng. Đấy, các bạn nhìn thấy bên này là con sông Lô nhá. Sông rất rộng các bạn ạ. Dòng nước nhìn rất là trong dữ dội, chảy rất xiết. Xong rồi, mày trách nhiệm là của tôi. Việc này thị xã Phú Thọ 35 km, Yên Bái 72 km và Lào Cai 216 km. Đây bây giờ là anh em rẽ nha, đường Hồ Chí Minh, thị xã Phú Thọ. Đúng không? Đây, bây giờ chúng tôi sẽ rời cao tốc Nội Bài Lào Cai. Để phải để đi Tuyên Quang các bạn ạ. Hết chưa? Hết giờ chưa? Chưa. Còn lại nữa. Xong rồi. Ở đây có hết rồi. Đấy, qua cái trạm thu phí nhá. Rồi xem cái giá vé đây là bao nhiêu này. Tối ăn uống xong thì tính. 163.520 đồng. Đấy, như vậy là chúng tôi bắt đầu xuất phát từ cái điểm gần sân bay Nội Bài đầu của cao tốc. Và đến cái điểm rẽ phải vào đây thì là hết số tiền thì như vậy. 163.000. Tôi cũng không thuộc cái địa danh ở đây. Tôi chỉ ghi hình ảnh gửi trên video để các bác anh chị các bạn cùng xem và cảm nhận. Đấy, rẽ phải thì đi cầu Tháp, rẽ phải Phú Đô. Cái đường tỉnh lộ mà rất đẹp. Cao tốc đi rất sốc.
Cao tốc Nội Bài Lào Cai này đưa vào vận hành sử dụng khá lâu rồi. Đến bây giờ thì mặt đường đi nó rất là gồ ghề. Đấy, đi thẳng vào cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ. Ok nhé, tốt nhé. Ông hang này em nhớ rồi. Ok, một lửa bên này một hộ rồi. 12 người. Bên này nhưng mà hơn nhá. 12 người rồi. Cả hai người trên hơn. Tùng, Thắng, Hiền, Hương là 4. Rồi, có bây giờ nhá. 1 triệu là 6. Hai anh này là 8. 82 ông này là 10. 12 ông này là 12. Bên mày bên kia. Thế bên này em ở bên này. Đây, bên này đây để chỉ dẫn người ta ghi này. Tôi sẽ đọc thông tin ở trên này. Đi thẳng thì đi Tuyên Quang. Mà rẽ trái thì đi vào thị xã Phú Thọ. Mà rẽ phải thì đi quốc lộ 2. Tối nay là mình sẽ bốc thăm. Nó phải thành công bằng nhà. Đến khi nào lại chưa bằng nhà là bốc. Đấy, ghi một thằng đất để bằng nhà là hai ông ra bốc. Cần đi một ông Đức trong ông là bốc. Theo lịch trình của anh em chúng tôi thì tối nay sẽ có mặt tại thành phố Tuyên Quang. Đây là một cái ngã tư giao cắt này, để đi quốc lộ 2 này, đi thị xã Phú Thọ này, và đi Tuyên Quang này. Đấy, trước mặt thì các bạn có nhìn thấy là đường dẫn lên cao tốc đi Tuyên Quang. Cao tốc là lần đầu tiên thì tôi mới được trải nghiệm ở trên cái con cao tốc này. Bác này 6 rồi, 6 rồi nhá, chuẩn bị đây. Chuẩn bị đây. Từ lúc anh 6 rồi anh nào, chuẩn bị đây nào. Đấy. Anh em chúng tôi đang nhộn nhịp bên này mà không biết là có cái trò chơi gì thế này. Hả? Đá. Cháu Đạt đây trò chơi gì vui thế? Vui luôn. Chú quay hình theo dọc bên này nhá. Chú nhớ là chú quay hình ảnh đường cao tốc khán giả sẽ mãi chán nên phải liêng đây cái để cho thay đổi cái hình ảnh một chút. Đấy. Đấy, tiếp tục nhá. Tôi mời các bạn để trải nghiệm tuyến cao tốc. Người ta ghi là Tuyên Quang Phú Thọ. Bên này là đồng trọng với cả anh Huân là đội trưởng. Và bên này là anh Quang. Quang đội trưởng. Và Quang với ông Tuấn nhá. Bảy rồi. Anh em đếm đi. Đếm 60 đây. Đấy, hai bên đường người dân họ trồng rất nhiều sắn này. Đây vùng đồi rất nhiều sắn các bạn ạ. Cái cao tốc này chắc mới đưa vào sử dụng cái nhỉ? Ờ, vì mình cũng không biết được, chưa bao giờ đi, cũng không có thông tin nhiều. Ủa, ok. Xong rồi. Em gọi luôn cho bà ấy để bà ok cho nó cẩn thận. Sao mày ốm? Đấy, các bạn nhìn thấy cao tốc xẻ qua đồi. Đẹp không? Cái đoạn này rất đẹp nhé. Hai bên là toàn bộ là đồi đất đỏ. Cảnh rất là yên bình. Đấy, bên này là rất nhiều các cái đồi trồng cây xanh. Ở bên kia cả một cái đồi trồng sắn các bạn nhỉ. Tôi thấy rất nhiều sắn.
cung đường rất đẹp. Đấy, bây giờ là 16:10, là 4 giờ, hơn 4 giờ chiều, ngoài trời vẫn còn rất nắng. Nói chung là ở đây là con ai đang muốn đâu, bình luận thôi. Đây một cái biển người ta ghi là giải dừng xe khẩn cấp là cái giải nào nhỉ? Ghi biển nhưng mà làm gì có cái... À, phía trên à? Tức là cái cách khoảng vài km để có một đoạn đúng không? À đây, có cái mũi tên chỉ kia. Đấy, các bạn nhìn thấy nhá, giải dừng xe khẩn cấp. Bé lắm, cái này chỉ đỗ được xe con thôi. Đây đây. Đấy. Đây chắc cái tuyến cao tốc này cũng mới được hoàn thành và đưa vào vận hành sử dụng. Gọi là cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ thì có nhiều bác tài, nhiều anh chị và các bạn chắc cũng chưa đi cái tuyến này. Cái tuyến này là được rẽ phải từ trên cao tốc Nội Bài Lào Cai. Chúng ta đi Tuyên Quang thì đi theo con đường này. Trước nay thì tôi đi cái đường cũ thì đường rất là xấu, mà qua rất nhiều khu dân cư và nhiều phương tiện hỗn hợp tham gia giao thông đi rất chậm. Nhưng mà đến bây giờ thì được đầu tư con đường cao tốc này rất là thuận tiện. Đây các bạn nhìn thấy nhá, bên kia là một cái đồi cỏ kìa, đúng là đất Phú Thọ này. Đấy. Mà nhìn hôm qua là cây cọ đẹp chưa? Đến đây có một cái biển chỉ dẫn là rẽ phải để đi Thái Ninh, quốc lộ 2. Tiếp tục nha, đi thẳng vẫn là đi Tuyên Quang, còn rẽ phải thì đi Thanh Ba, Phú Ninh. Đây là rẽ phải này, lối ra này, đi Thanh Ba, đi quốc lộ 2 này các bạn này. Hả? Cái gì cơ hả em? Em bảo gì? Muôn loại. Đường này hiện nay tôi chưa thấy cái trạm thu phí nào. Đấy, tốc độ cho phép tối đa là 90 km/h, tối thiểu là 60 km. Đấy là cái cao tốc này cho phép chạy là 90. Hả? Đường này em mới chưa đi đúng không? Đường này chưa, hôm nay mới được đi đấy. Còn trước nay anh em mình đi Tuyên Quang là mình đi cái đường cũ. Đấy, bây giờ mới được trải nghiệm cái cao tốc mới này. Thank you.
trên cái khúc này các bạn nhìn thấy đẹp không? Đấy, nhìn từ xa cái cảnh rất đẹp qua vùng Trung Du. Đấy, tôi thì mới biết được cái thông tin về cái tuyến cao tốc này được kết nối từ cái cao tốc của Nội Bài, Lào Cai. Và tuyến cao tốc này là dài hơn 40 km và đi thẳng tới thành phố Tuyên Quang và được thiết kế với 4 làn xe, mỗi bên là 2 làn và tốc độ chạy tối đa là được 90 km/h. Các cái tuyến đường cao tốc ở phía Bắc của Việt Nam, trong đó có cả các cái tỉnh miền núi Tây Bắc, cũng tạo cái điều kiện để giao thương, phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng cho các tỉnh khu vực phía Bắc này. Những cái tuyến đường cao tốc mà chúng ta đang di chuyển đây ấy, là một tuyến đường rất là quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Hà Giang và các địa phương trung du miền núi phía Bắc các bạn ạ. Để cách đây khoảng tầm hơn 20 năm thì tôi cũng thường xuyên cũng đi công tác Hà Nội Tuyên Quang. Thì tôi chỉ có một con đường duy nhất là đi từ sân bay Nội Bài rồi đi qua thị xã Vĩnh Yên, bây giờ gọi là thành phố Vĩnh Yên của tỉnh Vĩnh Phúc, rồi tiếp tục chạy thẳng lên trên Việt Trì, Phú Thọ, sau đó thì tiếp tục đi con đường rừng núi rất là xấu, đường rất nhỏ, rồi lên được trên thành phố Tuyên Quang. Mà đi thì phải mất đến một ngày, đi từ sáng sớm đến chiều tối thì mới tới nơi, từ Hà Nội đi Tuyên Quang. Đến bây giờ cũng rất nhiều năm rồi tôi đi lên khu vực trên này. Ngày hôm nay thì được trải nghiệm cái tuyến cao tốc mới này, mặc dù chỉ có hơn 40 km thôi. Tuyến cao tốc này thì được đưa vào sử dụng từ tháng 12 năm 2023. Nó được vài tháng. Đây các bạn nhìn thấy rất đẹp nhỉ, cái mặt đường. Đoạn này thì sẽ phải đi Yên Bái Đoan Hùng các bạn ạ, còn đi thẳng vẫn tiếp tục đi Tuyên Quang. À, cái tuyến cao tốc này thì có những cái đoạn mà chạy qua tỉnh Tuyên Quang là dài khoảng hơn 11 km và qua tỉnh Phú Thọ là dài khoảng gần 30 km. Đúng rồi, cái tuyến này cho chạy 90 km/h thôi. Từ khi tuyến cao tốc này được đưa vào vận hành sử dụng thì nó sẽ rút ngắn được khoảng thời gian từ Tuyên Quang đi Hà Nội và từ Hà Nội đi Tuyên Quang, rút ngắn được còn 1/3 thời gian di chuyển thôi các bạn ạ.
Đấy, các bạn nhìn thấy nhá, vừa phải quay hết cỡ các bạn nhìn thấy này đấy, phía xa kia là núi, các ngọn núi xanh biếc trải dài hai bên cao tốc. Di chuyển từ thủ đô Hà Nội đi lên Tuyên Quang đã rút ngắn được một cái khoảng thời gian mà tương đối. Thì các bạn cứ di chuyển theo cao tốc Nội Bài Lào Cai, sau đó chúng ta rẽ vào đi cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ. Thì như vậy cái hành trình của chúng ta đi là toàn đi bằng con đường cao tốc hết. Trước các bạn nhìn thấy đẹp không? Nó cũng không khác gì cái đoạn này ở trong cao tốc Hà Nội Nghệ An. Bên đường rất nhiều các cái dàn treo pin năng lượng mặt trời. Tiếp tục đi Tuyên Quang cũng đi thẳng các bạn ạ. Còn rẽ phải thì đi quốc lộ 2 Yên Bái. Đấy, các bạn nào mà đi tỉnh Yên Bái nhá thì chúng ta đi tuyến đường này và rẽ rất nhiều lối rẽ ra. Đoạn này trước mặt là đồi rất nhiều, các bạn nhìn thấy không? Đây, phủ xanh đồi chọc, bên trên đó họ trồng các cái cây như cây keo tai tượng, những cây lấy gỗ để làm giấy. Đoạn này hai bên là vách đá nhá, các bạn nhìn thấy không? Trường ơi, Trường, cái đoạn này tới Tuyên Quang chưa? Thì trước mặt kia toàn núi đá kia mà. Thì bây giờ vẫn đang ở đất Phú Thọ à? Ừ, nó thuộc tỉnh Phú Thọ, tỉnh Tuyên Quang, cái đất mình đang đi này. Đúng rồi, Tuyên Quang rồi chứ, đằng xa xa kia núi đá kìa.
ơi, điểm đến là thành phố Tuyên Quang. Hơn 40 km. Tuyên Quang Phú Thọ kết thúc cao tốc. Đây là thành phố Tuyên Quang quen thuộc. Cái bùng binh này như là gọi là cái bùng binh cảnh sát hay sao? Ôi, trước đây vẫn nhớ là người dân gọi là, biết có đúng không? Cái vòng xoay rất lớn. Có thành phố đấy. Đây. Đây là đường tránh thành phố Tuyên Quang. Còn đây là đi vào đầu của này. Chúng ta đi cái đường này đi vào trong trung tâm thành phố này. Đây, kết thúc cao tốc. Cái video của tôi cũng rất là khá dài rồi. Tranh thủ chiều nay thì theo đoàn cùng anh em đi lên mặt trận Vị Xuyên Hà Giang và có qua thành phố Tuyên Quang để nghỉ qua đêm. Thì tôi có tranh thủ ghi hình ảnh về tuyến cao tốc Hà Nội Lào Cai và đi vào Tuyên Quang, thì tôi nghĩ tôi cũng không biết được cái có cái cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ này đã được đưa vào sử dụng mấy tháng gần đây. Thì tiện thể tôi cũng ghi hình ảnh gửi tới các bác anh chị và các bạn biết được tuyến đường từ Hà Nội đi lên Tuyên Quang bây giờ nó rất thuận tiện. Tôi xin cảm ơn các bác anh chị và các bạn đã đồng hành trải nghiệm cùng anh em chúng tôi trên hai tuyến cao tốc này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Đây là những con phố, con đường của thành phố Tuyên Quang nhé.